Trời ơi, một lợn cái vậy luôn hay gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, cái lợn mới nha. Giật cái lợn kìa. Đây. Cái cây mà xuất ra gì là cô chú anh chị hiểu rồi ha. Huynh đệ đặt lợn chuyên nghiệp hiểu rồi ha. Trời ơi, cái lóc bự. Trời ơi, cái gì vậy? Thả lại con. Có con Vinh kìa. Trời ơi. Trời ơi, cái dày. Trời ơi. Ôi, con cá gô nữa nè. Ê, con gì? Cắn anh ra. Chết cái đít rồi. Trời ơi, trời ơi. Đâu? Đây nè. Ôi giời, cái này đem phơi một nắng một cái thì... Mời cô chú anh chị ăn bánh mì buổi sáng nha. Rồi mình hôm nay đi chiến. Thì sáng nay thì cho phép Vũ xin chào cô chú anh chị luôn. Tình hình hôm qua Vũ đi quay cái mà... Trời ơi, dính có cái mép không à? Thả câu cá cha của chú anh chị thì về bị mất tiêu, có thể nhớ rồi. Vũ cũng chưa tìm lại được luôn. Để hôm nay Vũ đi thăm lời về á, rồi Vũ sẽ tìm coi có không. Nếu mà có thì Vũ sẽ cộng vô cái video này luôn, ghép vô cho cô chú anh chị xem. Ơi, có cá chết nè, con chim hai con luôn. Ơi, cái lời này vô rồi, ướt cái chai luôn nè. Cô chú anh chị coi nè, con cá chết nè, thấy không? Về dấu hiệu của lời mà có chạy cá lóc nè. Sao cái lời này vô được con chim hay chợ, con chim chích sình luôn kìa nè. Đó, nó ngồi rồi, nó nằm rồi. Ê, con lươn. Ôi thôi, hai con lươn. Ủa, đâu con cá đâu. Ừ, có. Chết. Có người ta rồi, sao ta? Cậy đi, mình đặt dưới sông mà. Vô. Được. Nãy giờ cái này cái thứ tư rồi, mới chịu dính nè trời. Wow, hai con lươn ngon nha. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Ngày bà cậu cũng hên xui lắm. Tùy theo bữa con nước nó đi nữa, nước cá nó đi không đi nữa. Hên xui vậy đó. Mà sao cái này vô được con chim mới lạ nè chứ, độc đời nè chứ, mới gặp luôn á. Ốc bu đen nè, bu đen quê vô nhiều lắm. Nãy giờ vô dở 4-5 cái lờ mà vô bắt được nhiêu ốc bu đen, cô chú anh chị coi nè. Đó. Thăm khoảng 20 cái là đủ ăn luôn. Bắt con chim ra. Ngộ đời à. Rồi ăn chim, tội nghiệp vậy. Sao mà gì? À, cái này chắc cái lợn đặt trên về lục bình mà sao mà nổi với cái lợn lên được ta? Hay là nước nó cạn quá rồi con chim này nó chui vô được trời. Chết veo luôn à. Ổn à. Cá lóc nhỏ. Cá lóc này còn đang lớn dữ lắm luôn nè, cho nên là con nhỏ này Vũ thả đi, bắt con ăn cũng không tới đâu. Cái lời được hai con lươn rồi, cá nhỏ đó mình thả lại chuyến sau, hên hên nó bự nó vô lời mình bắt nữa, còn không hên thì người ta bắt thôi. Hai con lươn bự nha, chú anh chị thấy không, hai con lươn chào bá nạm luôn, đã ghê không. Có nhớt. Hai con lươn này cũng được cỡ 80-90 ngàn á. Hai con lươn này nè, lươn giờ nó mắc lắm. Con lươn nhất, con lươn nhì nha. Sợ hai con lươn nhất hết trơn luôn á. Hai lươn nhất là được 100 ngàn luôn, hơn 100 ngàn luôn. Rồi, để vô đặt lại đi tiếp nha. Ở đây hình như là cái gặp chuột đầu tiên nè, với một cái lờ luôn, hai cái kế bên nhau. Đầy quá. Phải không ta? Ờ, không phải à. Ăn trước à. Cái này cái lợ. Cái này cái lợ chứ không phải là gặp chuột.
Rồi không dính nè, giữ lại cái là biết không dính, cái hôm đóng gông rồi không dính thì đừng có gách được. Trời ơi, nó dồn nguyên cái củ lục bình vô trong cái hôm luôn. Có một con cua, một ốc bu vàng. Cái là mà có mấy ốc con chổng cũng lợi hại lắm nha, con lươn nó vô á, nó vô nó ăn ốc á. Con cua này kẹp lời không có hơi hám nào đâu, với con chuột cống đâu, chuột cống nó phá dữ lắm, bởi vì vô mới đem kẹp theo vô đặt đó. Con này không dính là vũ dời chỗ khác liền à, vũ đặt lời ưa dời lắm, dời tới dời lui vậy đó, chịch chịch cái bên vậy đó, nhiều khi chỗ nó không vô. Cá nó cũng ngộ đời lắm, ngay cái luồng nó lụm mà. Trời ơi, giật ngay cái lờ luôn mà không thấy luôn. Có cá không đây? Có cá. Ê, có, đó, đó, đó. Đây, huynh đệ ơi, đặt lờ lại đi, thăm đồ cho nó đã cảm giác sướng sướng kiểu này chứ. Ôi ôi, cái gì? À, con cá dậy hình dung luôn. Ờ, bữa nay dính hàng quýt không ta? Dấu này là dấu cua, cua kẹp. Cái dày ngon quá trời. Nè, ốc bu đen này còn nhỏ, thả luôn. Cái dày ử. Con này ói vô. Ngon ghê không? Còn trai luôn á chứ. Hết biết cái gì. Hàng quýt không? Vậy là ngon rồi đó. He he he. Có lý, có lý. Cái lờ này dưới chân trống quá trời. Cái chân trống quá, cá nó nhát lắm. Rồi, hẹn em chuyến sau nha. Hẹn em chuyến sau ta gặp nhau. Vô, con này có không khí. Đây, hôm bữa thì dính được hai cái vỗ ở đây đây. Quay vào đá về có thể nhớ gỡ gỡ bung ra mất tiêu, uổng hết sức. Về kiếm có thằng chàng vô ở cuối video cho chú anh chị xem. Đã lắm, có gị băng băng băng. Đây có gặp chuột cắm nhùm này nha, vô luôn. Rồi. À đây 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 đây. Khui khui. Trời ơi, nó khôn rồi cô chú anh chị ơi. Nó khôn rồi. Nó làm sập gặp luôn mà không dính nó nha. Nó lại nó bư á. Trời ơi, năm con cò gì không vậy? Nói chung là cái này xảy rồi. Nó khôn đó, tại vì Vũ mới đặt 3 ngày trước. Cái là cái gặp này là Vũ đặt hôm qua rồi, để hôm nay mình đi thăm lời sẵn thăm nó luôn nè. Nó khôn rồi đó nha. Nhưng không sao, khôn rồi tao có cách khác chị. Chứ để nó cắn lời dữ lắm, thà đặt gì cho nó nhát. Quá trời lục bình, lo không nổi. Trời ơi, chưa sập luôn. Nó ăn ốc rồi nè. Nó ăn ốc về dưới đây luôn nè. Ha, nhát rồi ha, không sao. Tới mười mấy cái lần mà. Trời ơi, cái lợi nhỏng lên. Rồi. Phọc nữa rồi.
dở quá trời ta. Cái hòm đóng gồng không y dĩ á. Quá trời, cái hòm đóng gồng. Đây cô chú anh chị nhìn nè. Nè, nó bư vòng vòng xung quanh cái lồng của mình nè, chứ nó không có vô cái lồng. Thấy ghê không? Nó bị nhát á, tại hôm bữa gà dính rồi nó thấy á, nó khôn lắm. Chuột cống là vậy đó, chưa gài thì gài dính dữ lắm, mà ai gài qua rồi cái là vô phương ngay cái lờ luôn. Cái lờ này cũng bị nó cắn gắt nè. Có gắt không mà sao không dính chân trời. Con nó sặc cũng rồi hấp muốn nói chuyện luôn gắt nữa. Cái kênh có chút bét ha, mà cô chú anh chị thấy người ta chạy qua chạy lại liên tục. Cái khúc này nè, cái vỗ nục lắm. Bữa khúc này dính con nữa nè. Mấy gặp rồi trời. 2, 4, 6, 8, 9 cái rồi. Mà chưa có được con chuột cống nào hết trơn á. Lờ thì nó gách banh chành luôn, đem về giá. Trời ơi, cái lờ kỳ vậy. Lờ sao lòi ra ngoài dưới trời. À, thấy có dấu nè. Thấy có dấu hơi hơi nè. Lỡ sinh không? Có cá chết rồi. Có cá chết rồi. Hèn chi của chú anh chị thấy nè, cái lờ vũ nè. Ở trên đây sinh không nè. Thấy không? Đó, nhịp. Quay giặt gì đây. Rồi, con cá dậy chả bá nện nữa, vô. Phải vậy chứ nãy giờ, hụt mấy cái. Đâu? Kìa thấy rồi. Rồi một cái dày một cua đừng gách ông ơi. Có cái gô nữa ta. Gô nó dê cái càng nó ra. Nhỏ này chỉ găng me ăn ngon á. Hên quá, bên này có cái giày ta ơi. Con này không có hơi hám là con nãy chứ. Ê trời. Ơi. Nè, thấy không, ngon chưa? Xuồng nó lủng nó ra nước hoài luôn. Ủa nó vô nước. Thuồng tới thế kỷ, giá hoài nó gách hoài, giá hoài lũng hoài. Uống cái gô đó, đây. Dư ăn rồi đó, hai con lương hai cái giày, bữa nay hàng thứ dữ không nha. Nó không chạy thôi, chạy thứ dữ gì đi cũng được nữa. Đừng có chạy mấy hàng tàu lao bắt công mệt lắm. Rồi xong, còn con cá sặc mồi. Có lý rồi cô chú anh chị ơi. Nói chung mùa này mà dính kiểu này, dính hàng hiếm gì không là vô. Dính lương, dính cái giày là trúng mánh nè. Trời ơi cái lò của tôi ngỏng đít rồi, khu lên dưới rồi. Bên đây mà qua nhấp cái gô cái. Ê trời, cái đuôi cái giày kìa. Vừa nói bên đây qua nhấp cái gô cái tới nái. Kìa cái đuôi cái dậy kìa, hết biết nữa rồi. Ngày của nó rồi. Ôi, cái dậy không luôn. Một khúc. Có nè. Nó bự. Con này nhít hơn con nãy. Cái con đầu là bự nhất luôn cô chú anh chị nè. Trời, mấy con cua này nó kẹp lương. Dụng đi. Vô trong nó kẹp mấy con lương quá. Kẹp lương kẹp cá về bán được ạ. Bên này có hàng hiếm nè.
Đó, nhìn ba cái vậy nhìn đã ghê không? Có tiền rồi đó. Chắc được nửa hộp sữa cho con Vũ rồi. Có lý. Để coi tới cuối lời mình quất được hộp không. Đặt nó nới trong đó coi. Chỗ này sao nó hỏng lên dữ. Hèn chi lục bình nó trôi ra ngoài kinh Vũ quá trời luôn. Ở đây người ta dọn trống ra cái phỉnh này nè. Trời ơi kinh này cái vô thì thôi minh thiên động địa luôn á. À trống trống rồi. Mà bữa nay rất tiếc không có đem lời theo nhiều. Em có 6 cái à. Nãy giờ dậm hết rồi. Có khi nào mà dở lên con cái giày nữa không ta? Nữa không ta? Rồi một bầy ốc luôn. Kính thưa các loại ốc. Trời ơi con ốc bu đen nó mắc cặp với con ốc bu vàng. Rồi khùng luôn con này khùng luôn rồi. Hết biết ốc bu đen này trời. Nè. Hai con. Rồi được mấy cái sặc. Có lý quá ta. Chỗ này mà chiều chiều huynh đệ nào mà đi chiến cái dồ ha. Bể ức. Trời có khả năng hồi nữa Vũ sẽ ăn cơm nước về xong á, Vũ sẽ bơi xuồng qua đây để mình nè nhấp cá gô chứ. Bên đây cá gô cũng khủng không nè, cá gô cái chê đồ nè. Cua biển đồ ở đây thì bao la nhiều lắm. Tại vì lung không, ở đây không phải là cái kinh đâu. Nó là cái lung mà tại sáng múc á. Múc không được luôn á. Nó bận không à, múc ra cái là nó chào bận xuống, múc ra chào bận xuống. Đâu phải như đất sét rồi múc lên hết được. Mới lắng xăng tới đây được cái nè. Dài nắng còn chỗ đặt nhóc chân. Hello anh bạn mới lắng xăng nha. À thấy cái hôm trong trong này có lý gì ta. Rồi có cá chết trên cái đầu hôm. Đó. Đấy, đừng con cá lóc theo. Vũ không bắt cá lóc này luôn nha. Cô chú anh chị biết sao. Nó nhỏ, để làm mồi luôn. Chứ sao bắt một cặp bự bự một chút. Rồi thả con này ra. Hiện tại thì cho nó trong đây làm mồi đi. Nè, con này cũng, con này ăn thịt được rồi nè. Chứ không phải không được đâu nè, thấy không. Quan trọng rồi đó. Nhưng mà để bắt hai con chơi vậy à. Lên bờ thăm cái gặp này nữa coi. Gặp chuột hôm nay thất bại quá. Nó khôn á. Rồi. Chết luôn. Gì không dính ta. Thôi. Nó ăn ốc kế bên luôn. Vì mà nó không vô ha. Thôi đem về. Chủ sẽ hái mấy cái bông lục bình này về. Đi ngang thì thấy gặp luôn, hái luôn. Mình chấm cá kho ăn cũng nhức nắp nha. Trong đó có hai cào cọc nữa kìa. Bông này thì tự nhiên, ơi 4 cọng luôn. Bông tự nhiên cho nên ăn rất là tốt luôn. Cái này nó muốn tàn ha. Đây, 2 cọng. Chấm cá kho ngon lắm, bông lại đẹp nữa. À cô chú anh chị nhìn nè. À, nó nở trên mấy dề lục bình nhìn đẹp ghê. Tím cả dòng sông. Cái lời của cô Vũ nhõng đít lên trên trời luôn rồi kìa. Đặt ngoài sông dĩ ưa nhõng đít lắm. Ôi coi. Dính này. Nó đó, ơi có còn gì dưới nữa ta. Dính cá dồ. Trời đất ơi. Cái dồ kìa nó quơ cái đầu nó kìa. Ê, gì? Trời ơi con ếch.
Ôi ôi, vô nó cắn cá giò vậy ta, hay là cá giò bị gì mà ghét không vậy? Nè, cá giò này còn bự, còn lớn dữ lắm à. Đây, có huynh đệ nào đặt dính cá giò chưa? Vũ ở đây, Vũ đặt dưới sông dính hoài luôn. Nên là nó vô bị gì vậy nè. Thả mày cho mày sống đi, lội muốn hết nổi luôn. Thấy gì đó, chứ mình thả là nó sống đó. Còn ba ếch này, rồi ôi, ốc bu thối tiền, ốc bu luôn. Hết biết ốc bu đen. Được cái là ốc bu đen ở đây nhiều. Con ếch. Được. Cái đầu tiên nha, đầu tiên mở hàng suôn sẻ. À, bên đó ông à, không sao, không này ở sớm Vũ. Ông nhìn nhìn nãy giờ. Con ếch nha. Đó, hôm nay thiết kế cái can bỏ cá vô đừng cho nó sằng mình. Mấy con cá bự bự về bán được. Rồi, cái đầu tiên mở hàng bữa nay có bộ ngon à. Đặt lờ này nè, mấy con chuột cống nó ưa lại cái lờ mình lắm, nó cắn cái lờ, nó thấy cá ốc trong á. Rồi mấy cái lờ mua chợ, ô mấy cái gặp mà mua ngoài chợ về đặt nó cắn banh chành hết trơn luôn. Kỳ này mà Vũ làm rồi mấy cái gặp nhà của mình ha. Bao cho mày cắn gãy răng luôn. Cây cầu dán huyền thoại. Rồi, thôi để bây giờ bơi vô trong nha. Cái thứ hai, trời ơi, sao mà đặt cái sông lợi cái nào cũng nhỏng đít hết trơn người ta. Ôi, người ta dòm nữa, kệ đi, buổi sáng sớm người ta đông lắm. Ê, có, gung ghình. Trời ơi, bể lờ. Trời ơi. Trời ơi, ba con cá dày luôn cô chú anh chị ơi. Ôi, nó nằm có kìa. Vô rồi. Ốc bu đen. Con này bắt được rồi. Trời ơi, vô một khúc rồi. Nè, cá dày con nè nha. Cá dày con Vũ thả nó đi. Mình chỉ bắt những con nào mình bán được thôi. Bắt mấy con đó mai mốt mà nó tiệt chủng luôn à. Ôi ơi, cái giày này vô lâu dữ lắm rồi cô chú anh chị ơi. Ôi ôi, nó bự ba con luôn trời, dữ thiệt. Lâu lắm mà không thấy gặp cái gì vàng ha. Rồi để vô đặt lại nha. Bữa nay coi bộ ngon á. Sau lưng Vũ có thằng nhóc nó đi theo, nó dòm hoài kìa. Trời ơi trời, vô rồi cô chú anh chị ơi. Con lươn khủng. Vô con lươn khủng rồi. Trời ơi cái lời gách này. Rồi rồi, cá chê. Một cá chê, một con lươn. Trời ơi. Nói chung là mình gặp người ta mình cũng né một chút, mặc dù mình đặt dưới sông không ảnh hưởng tới ai. Cái lò này hổm chạy bầy cá chê nè. Không biết cô chú anh chị còn nhớ không, mới cách đây mấy ngày cái gì. Trời ơi, bu đen, bắt được con bu đen nha. Rồi ấm hỉnh này, ấm hỉnh rồi. Rồi. Trời ơi, nó chém đứt sợi dây lủng một lỗ luôn. Rồi, thay lờ luôn. Về nhà thay dây mới luôn chứ sao vậy? Hay thiệt chứ cá chê này.
Cái ngạnh nó bén, nó cái ngạnh nó bén kinh thiệt chứ. Rồi thôi Vũ, để Vũ đi tiếp nha. Quá trời nhiều người ta ta. Đây một cái. Trời ơi, bữa nay cạn lồi mé luôn dưới trời. Rồi cái này bị người ta lấy rồi cô chú anh chị. Ai mà hay dữ vậy ta. Rồi, người ta lấy mất tiêu rồi. Chắc cạn lồi mé lồi cái lời lên, ta thấy ta lấy gì. 100% cái lời này chạy cá chắc ăn. Trời ơi cái miệng hôm. Trời ơi cái lời không quay, quay tôi chi vậy ông nội cái máy này. Máy này bữa nay bị gì vậy ta? Máy nó bị khùng của chú anh chị ơi. Nè Vũ lại là cái lời nó nhỏng đít lên gì nữa nè. Đó. Vũ lại là cái đít nhỏng lên gì luôn không chú anh chị. À. À đi thăm mấy cái lờ. Dạ. Trời ơi. Được con lươn nè. Không, mới à. Em mới đi thăm hả? Mới thăm có mấy cái. Anh đi tứ chành hả? Sáng. Sáng người ta đông quá của chú anh chị. Không sao à, Vũ đi mấy cái lời mà chạy lươn là nó có mấy ngóc con gì. Con lươn này nhỏ không bự. Rồi đi tiếp nha. Bông một bình nở đẹp ghê không. À, hôm bữa hái gì ăn ngon lắm. Chắc chút mà hái nữa. Bữa này trúng mánh này nha. Ủa cái lò đâu? À đây đây đây. Ủi ngay cái lò, chìm cái lò luôn. Đó hình như có cá ta. Trời ơi có con cua chứ con cá gì. Rồi không dính nha, bắt con cua ra để nó làm banh lờ. Trời ơi cái lờ nhổng lên kiểu này dính con gì. Ý trời ơi được lươn nữa. Ôi ôi cô chú anh chị đi nè. Này sáng nắng quá trời ta. Cái lợ nào dính con lươn là trong đó có mấy ngóc trong 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 cái lợ. À. Chú anh chị thấy không? Nắng quá trời sợ chá mặt trời. Máy này nó khùng bữa nay nó quay cái khuôn mặt mình không mà trời. Ngóc bu vàng nè. Mấy ngóc cỡ này nó ăn không được đâu. Con lươn nó ăn không nổi đâu. Lươn không tha, bữa nay ngon rồi. Lươn này không được nhất chứ cũng được nhì á chứ. Không gắt đâu, nếu mà gắt là con lươn ra ngon. Được con lươn nữa. Cô chú anh chị thấy cái bông đẹp không? Ừ, hai vị chấm cá kho ăn tiện lắm nha. Vũ đặt cái lờ ngay chân cái luôn. Ngay chân cái bông. Để đi, để nó dập hết. Hái để gì chút héo, để đo đo bọng được kìa. Ngon. Này gạo rồi. Hai bông nha. Ê ê ê ê ê vô nữa. Vô cá gì rồi. Cá gì rồi. Trời ơi lươn nữa. Rồi bữa nay đại đại hội lươn luôn.
vô mánh rồi, có tiền mua sữa cho con trai rồi. Có lý. Kiểm tra nó có lỗ nào không. Trời ơi, bữa nay toàn là lương không vậy trời. Vô mánh. Lương con gơ gôi không à cô chú anh chị ơi. Được con đơn nhất, hàng đơn nhất này nè. Cá trong cái thùng là cá bán á, còn ở ngoài là để ăn á. Ngon lành ha. Hôm nay gạo không à. Kiếm thêm vàng cá chơi ăn nữa là được. Đấy cô chú anh chị thấy cái góc quay quen thuộc không? Trong đây có cái lờ của Vũ nè. Và cò nó bay. Đường kinh huyền thoại đặt lời của Vũ nè. Nói chung dưới sông mình đặt hoài được, khỏi cần dời tới lui hoài luôn. Hên thì nó vô à. Như bữa nay ngon rồi đó, vị là ngon rồi đó. Đây mình đặt neo cái sông gì nè. Khi nào mà tới mùa nước 6-7 tháng nữa, tới mùa nước nữa rồi, lúc đó mình lại lên mùa cánh đồng nước mình đặt tiếp. Đặt nói chung là mưu sinh mà, quanh năm luôn. Chắc không dính, chắc không dính. Trời ơi, hai tắc lát. Trời ơi, bữa nay dính hàng độc không trời. Nó nè. Tắc lát cũng ngon nha, tắc lát cũng có tiền á. Tắc lát đồng. Trời ơi, bữa nay dính toàn là thứ dữ không. Vô rồi, vô rồi. À, con nào nó cản không. Có lý nha. Nó trơn quá. Nó trơn quá, làm miếng xúc, làm miếng gỡ cây ra. Đây, cho cô chú anh chị xem thác lát đồng. Cái này là bự lắm rồi đó. Ngoài sông cá không có đen ha. Xong cá trắng phao, trong mương trong lung á thì cá nó đen xì lì. Rồi thôi để Vũ đổ cây, gỡ cây đổ ra. Hai cái sặc mồi nữa, ngon luôn, cái lờ đúng đỉnh luôn trời. Đặt lờ nãy giờ nói chung là hôm nay thăm, trời ơi dính nãy giờ hiền như mồi liền cái luôn á, dính kinh được chứ. Vô mánh này. Bữa nay chắc về kho mắm ăn quá, bông lục bình quá nhiều luôn nè. Trời ơi, cái bông này nó nở ra là mình không hái là nó tàn thế này nè. Uổng ha. Ăn cũng được đó chứ. Mà thôi, ăn mấy cái bông nó nở ra này mới đã nè. Trời ơi, đẹp ghê của chú anh chị nè. Này mà về kho mắm là hết bài luôn. Còn gì bằng nữa. Đẹp chưa? Con gì? Nào giờ Vũ mới biết cái bông này luôn á, cái bông nhỏ nhỏ này nè. Nó là bông của rau chai nha. Đây, mấy cọng rau chai nè. Vô mánh nè. Tại Vũ đi đồng đi ruộng là ưa hái mấy cái rau lắm. Hái gì ăn chứ không gì chứ. Có cá sẵn rồi mình hái rau luôn. Khỏi tốn tiền mua luôn. Để lên cái lờ này cho đỡ dập. Hôm nay đang hên, đang sung nha. Ê, cái lờ nhỏng lên nữa rồi. Trời ơi, không phải cái lờ mắc cạn. Trời ơi, mấy cái lờ mắc cạn này dễ bị mấy anh cống lắm. Có con gì không vậy? Trời ơi, dính gì vậy? Cái lờ mắc cạn không dính cá nào luôn. Rồi nãy giờ coi như là cái này hụt. Cái thứ hai hụt rồi.
mắc cái này nữa là cái thứ hai không dính rồi đó. Còn nhiều nãy giờ dính hết trơn đều đều ha. Tính ra mà lời cá mình đặt cái sông cũng lợi hại ha. Họ bịp bịp nó kêu. Bịp bịp rồi quắc gì nó kêu. Dính đủ rồi con, nhưng đặt cái sông nè. Con gì cũng dính. Bữa nay có ếch, có cá, rồi có lương rồi ha. Giờ có gắn cái nữa là tuyệt vời mặt trời luôn. Trời ơi cái lờ. Ý, chống ngay cái lờ luôn. Sao con cá chết đây ngoài lờ ta? Ê trời, cái gì lên tim trong cái lờ ta? À cái lờ hình như có dấu nè. Không biết phải không chứ cái lờ này của Vũ nít có phì lắm. Trời ơi, nhiều khi mình chở cây dùng nó phì thôi. Chở cây dùng nó phì thôi, rồi. Chết quớt rồi. Nhóm lên vậy là có, nó phóng cái đùng đùng. Rồi cái này cũng phóng đùng đùng sộng sộng luôn. Mà là cá sặc không à. Đây nè. Cá sặc nó dính, nó treo lưới tùm lum. Sao cá sặc nãy chết ở ngoài ta? Không có ai chích cá gì. Bắt mấy cá sặc chết này ra chứ bắt. Bắt ra bớt chứ nhiều quá trời là cá nó cũng nhát nữa. Rồi một con cái nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi nguyên một về này luôn ông ơi. Trúng mánh. Chút đi, quay về hái. Cái đường kinh này cái dồ kinh khủng luôn. Mà Vũ nhìn không có làm được gì chứ. Thả câu thì nó không dính được nhiều. Nó khôn lắm. Nó bị động rồi, nó khôn dữ dằn. Nó với lại chuột cống á. Cô chú anh chị nói con chuột cống này dễ đặt lắm. Đặt ngồi này mồi kia cái là nó vô liền à. Thì đúng, nó vô thiệt. Nhưng mà cái nơi nào mà chưa có ai từng đặt luôn á, mình đặt xuống là bảo đảm là dính liền. Còn một khi mà đã có người đặt rồi ha, cho đặt mồi gì giờ nó cũng không vô, cho nó nhát dữ lắm nhát. Bởi vì Vũ mới làm cái gặp ở nhà đó, chơi gặp nền cây luôn. Nền đó thì nó đỡ nhát lắm. Hy vọng là sẽ chuyến được mấy em nó. Trời ơi, cái lời của tôi sao? Cỏ này sao nó sụp xuống đây dữ vậy trời. Cái lời đâu rồi? Kỳ ghê. Ở đây nè. Ôi vô. Trời ơi vô cũng kinh nè. Trời ơi cỏ hôm nay nó sập xuống đây. Cái gì mà kinh vậy trời. Ai làm gì trong đây đâu, ai vô đâu mà. Cái gì cũng trống ra cho cô chú anh chị xem cái lờ này coi. Đây nè, cô chú anh chị thấy chưa? Cái máy Vũ nó khùng khùng, bữa nay nó toàn nó quay khuôn mặt không à. Rồi, bể ức. Trời ơi. Cái quái gì vậy? Ây vô, trời ơi. Nó sướng. Chết cha cái máy rồi, để Vũ lao cái nha. Trời ơi, một lợ luôn. Quỷ thần thiên địa ơi. Ây da, trời cái dao. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi, bữa nay gạo không rồi. Một lợ cái vậy luôn trời. Hồi nào giờ? Nào giờ Vũ đặt lợ mới thấy cảnh này luôn á. Ủa? Ban cái giày hả? Ban cái giày sạch gần một đống luôn. Ôi dồi ôi, coi nè. Quỷ cốc luôn. Nhưng mà kết nhất là mấy cái giày nè. Bữa nay gạo không. Trời ơi, nó nhảy. Vô. Trời ơi. Cái giày nó vô thứ này chịu nổi. Kỳ gì. Rồi đầy cái tụng luôn. Cái giày không à. Thôi ô con sạc gần.
Đây, cho gần nè. Con nào nấy cái này nè. Hết hồn không, hình dung chưa? Trời ơi, vô nó sướng. Ôi ôi, sạc gần. Bằng tay không. Con này mà làm khô một nắng thì hết bài luôn, khỏi chê. Ôi, cái này chắc hồi Vũ bỏ lại một hai con sạc gần trong đây. Đây nè. Con này còn nhỏ nha. Chắc bỏ lại hai con của chú anh chị. Biết sao không? Để mình làm mồi. Không phải làm mồi cho con cá nó ăn đâu, mà cá sặc gần kia đi ngang nó thấy á, sặc gần trong đây nó sẽ chen vô cái lời luôn. Trời ơi, cái lời này nó đã gì một cái á, trời. Vô một khúc rồi. Bể ức nha. Rồi. Đi tiếp đây. Nãy Vũ hái được mới lục bình cũng đủ ăn rồi đó. Bữa nay kiểu này là bể ức. Vô mánh khúc rồi. Vô đặt cái lời ngay trên cái gió cũ của người ta hồi đó luôn nè. Bây giờ người ta không còn xài gió nữa. Rồi cái lời nó nhổng lên dữ vậy ông nội. Trời ơi. Kỳ vậy. Nhổng cái đít lên kìa. Trời ơi kỳ trời. Trời ơi. Cái chỗ này mà dẹt ra ngồi câu cá rô thì thứ nào mà chịu nổi. Thứ nào chịu nổi thiệt luôn á. Ôi ở đây nó cạn queo hả ông nội ơi. Cạn queo hả. Vô bước cái giò đụng luôn nè. Đụng đất luôn. Chơi cái lò này đặt khơi khơi vậy luôn nè. Con nào vô thì vô vậy đó. Nước sáng này cạn quá trời cạn luôn. Cho huynh đệ mà đặt lời coi huynh đệ ghiền chết luôn nè. Cái kinh nè, cái mé tuốt ở trong kia, hẫm tuốt trong kia đó mà cỏ nó dài ra mà đây hơn bồng qua hơn nửa sông rồi, bên kia hai bên luôn đấy. Đây nè. Trời ơi, nó dài nguyên một khúc luôn. Đặt lời thì bá cháy một chiếc chó luôn chứ. Rồi. Bây giờ Vũ sẽ niêm lời đặt lời về dài khúc này luôn nha. Lời hiện tại của Vũ còn rất là nhiều luôn nè. Đó. Lấy cây sậy chọi cái lời này ra chơi luôn. Hôm nay dậm vô. Lời này lời mới không hả? Làm mà Vũ treo lên trên gác á. Để dành mình đặt thôi như vậy chứ. Rồi đâu mà ta. Ở đây đây. Một bầy cái nữa coi. Một bầy cái nữa. Trời ơi. Rồi không một bầy luôn. Có cách không ta mà sao không vô cái sặc nào chứ nhỉ? Rồi đừng con cái sặc. Rồi hụt một cái ha. Vũ đã bơi xuồng tới nơi rồi nè. Tình hình hôm qua thì đây cái con kinh dưới sông này. Hôm qua thì mình thăm lợi dưới sông này nè mà nó không có dính. Còn hôm nay thì quay trái ngược lên lung bào mình thăm. Cho Vũ chào buổi trưa của chú anh chị nha. Hiện tại Vũ đang đi thăm lợi vào buổi trưa. Hôm nay thì Vũ đem theo con cái lờ. Chứ lại trời nắng quá thì có vít nước nữa nè. Thì sáng đi chuẩn bị thăm lợi thì chưa có gì hết trơn á, là có bà cô ở xóm ở dặn. Họ nói là hôm nay có mấy thằng con cháu tao ở dưới quê về chơi. Có 2-3 kg cái cá lóc gì cũng được, để tao hết. Chưa đi thăm nữa mà nghe dặn gì không biết sao đây. Nạp năng lượng cái. Mới lên thì phải nạp năng lượng cái mình mới đi được. Rồi. Làm ngậm là đi được nửa đoạn đường rồi đó.
tới nửa lần đồ mình gần lại mình vút thì mình ngậm nữa là lắm. Đấy, đi kiếm tiền thôi. Đây, cái lờ đầu tiên thì ngay chăng cái chỗ cái tay lưới người ta giăng chim, dính chim nó chết tùm lum hết trơn nè. Quá trời cứu mèo rồi. Hôm bữa Vũ có ghi hình rồi đó. Trời trời vậy chết nhóc hết trơn. Vô đây là cái đầu tiên nè. Hôm bữa ông anh hỏi ở đây lung bào là lung bào nhỏ hay lung bào lớn. Nói chung là ở đây cái lung không phải là lung bào, lung bào nhỏ, lung bào lớn gì đâu. Trời ơi, ai gì vô đây làm gì, trời chết rồi luôn rồi. Kỳ vậy ta. Nè, cái lung hình dung nè, thấy không? Vũ phái thăm đời chắc chưa rồi lắm. Những phong cảnh quê hương quay nó rất là đẹp luôn nè. Cây cối lung bào đâu. Quay vậy đã lắm. Dễ mắc lờ lắm. Nhưng mà không sao. Ai lấy thôi chứ sao giờ. Ê, cái lợi rung kinh kìa. Kìa, cái lợi rung kinh kìa. Cha. Cái con gì mà dữ vậy không nổi. Trong đây hơi tối nha. Cái con gì mà nó rung kinh dữ vậy. Chúa ơi, cái lợi giật kìa. Lợi giật kìa. Chúa ơi, là mới nha. Trời ơi, trời ơi, cái gu. Rồi ướt màn hình luôn rồi. Ôi trời, cái gu nào nấy biết nói chuyện vậy. Này có thể gọi là lung bào. Lung bào là tại vì cái tên Vũ đặt thôi. Chứ ở đây bên Phong Điền thì có bào lớn, bào nhỏ đó. Lung đây không có tên. Ôi trời, cái đầu tiên mà nó dính cá gô coi nè. Bắt cá dậy trước đi, bể ức nữa rồi. Chà, bà cô bà dặn bữa nay cá có lý gì ta. Nè, cá dày nha. Vô, ở đây quê Vũ rồi được cái dày nhiều gì nè. Rùa bọng thì nó không có chứ cái dày thì bao la. Trời ơi, vô rồi cá rô này mà. Hồi trời, cá rô này mà câu một cái thì bể ức luôn. Đây nè. Trời trời, nó bự. Ây da, da. Chết. Ây da, da, nẹt. Thôi trời, hết hồn cá rô. Ừ, Vũ quên nói nữa. Hôm qua dắt chiều về, Vũ nói thì gài cà chua cắm nhum á. Sáng nay mới đi thăm cái bụt. Cá rô bỏ ngoài đi ha, bự quá. Không dính một con luôn. 20 cái. Quay đã, nói chuyện xàm mình đã rồi. Bắt được đâu 17, 18 dắt vậy đó. Rồi xóa video luôn. Không dính con nào mà. Trời ơi, cá rô. Hết riết rồi. Cá dày để Vũ để cho vô đây. Cô phải dặn cá sống mà. Rồi cá đầu tiên quá đã. Phê dữ rồi trời. Quá ngon. Rồi, để tắt máy nha. Thấy ai quằn quằn ở đây tính đâu có lợi banh này chứ. Chưa gì hết là thấy có lý rồi. Ở đây là cái ngoài mé lung không à. Đây ba cái dây chạy để đương hôm chúm rồi. Chưa có vô trong giữa lung được đâu. Lúng dữ lắm lúng. Chưa có đường đi. Để vỏ này vào đó nha. Hôm nay là cái luồng này nói chung là Vũ tâm đắc cái luồng ở trên lung này lắm. Cho nên đi thăm lúc nào cũng hào hứng. Hy vọng hôm nay sẽ trúng bánh được mẻ cá to hơn được rồi. Chà, cái bóng Vũ nó che lại. Thấy cái lờ nó cũng hơi gung gung nhẹ nhẹ nè. Chứ không giật bằng nãy. Trời ơi, không có nha. Không dính. Hụt cái à. Cái nữa. Chưa nắng này lội phê dữ à, ấp phê dữ à. Vũ này, cái này Vũ khui đường hết trơn rồi, không có nghệ đâu. Nhưng mà có là ngày đầu tiên Vũ đi là nó lụm Vũ rồi. Khui.
Khui. Khui. Trời ơi. Chà. Chà. Coi nè. Ôi trời, cái này qua câu cá rô thì hết bài luôn chứ. Mà nãy giờ cá rô nào nãy nãy không trời. Mấy con này mà bảo đảm luôn, nó ăn câu gị lên một cái nha. Không quằn nhíp mới sợ à. Coi nè. Trời ơi, con nào nó gặn bàn tay á. Hết biết rồi. Cá rô này dễ gì cũng bán. Mua nhiều cũng bán chứ. Coi nè. Bự lắm nha cô chú anh chị, tại Vũ đang quay cái cam góc rộng á. Bự lắm, chứ chú quay góc hẹp lại là con này bàn tay nè. Ốc cục nổi chưa? Nè, nó muốn bằng cái nắp phích luôn là cô chú anh chị biết rồi. Trời trời ơi, vô rồi. Chà. Không lẽ mình làm thêm chuyến đi câu trên lây nữa ta? Bữa nay không có đem đeo đồ nghề. Vô một phút nha. Đó, bây giờ mới tới lung sen nè. Gốc chữ A huyền thoại. Ngay đây thì vô con cái luôn. Cái này chắc lụm nữa quá. Cái này thế ngon lắm. Ây da. Đây. Không thấy giật giật. Ơi có nữa rồi. Có nữa rồi. Cái gì á. Thôi dội thắt lát. Thôi bữa nay tới luôn à. Biết ngay cái này lụm không biết cái gì. Ây da. Lát bắt về căng cho lái à. Rồi để vô đặt lại nha. Cái máy nó bị dính nước rồi. Đây cái. Đây có cái tổ ong nằm trong đây. Ong nghệ. Cái mương này câu bằng một ong nghệ. Tới lý tưởng. Đây cô chú anh chị coi nè. Phải là cái lung chưa. Mới có đứng trong mé mà nó làm gì đó. Máy nó bị dính nước rồi. Đây. Ui coi. Nhẹ chứ ông nghệ nó bay qua đẩy một cái là sưng cái đầu. Thúi thịt không á. Trời ơi cái sặc không à. Thôi lại luôn. Chuyến sau nha. Kế bên luôn kìa, nhõng đít. Thế nào cũng đốt ong nè. Con cá chết. Ê. Hình như trong cái lờ mới quậy cái sùng đó hay ta. Lờ nằm trong kia kìa. Thôi này Vũ đi thăm lờ hồi cái Vũ về Vũ quẹt dẹt vài cái lỗ lục bình trong kia. Để dành mà chiều mai hay là mốt gì qua chiến à. Dẹt ra trước cái cho nó quen hơi cái được. Nè có cá chết nữa nè. Có cá chết trong lờ nữa kìa. Cá dày nữa quá. Ở lùng này cá dày nhiều. Ủa. Không có con cá chết, không có con cá dày nữa chứ mà sao con cá nó chết ta? Nè dấu hiệu dính cá nè. Rách không? Không rồi. Lên giả ăn cái. Lời theo mé ngon ghê ha. Đây. Mấy cái bèo này là mấy cái bèo này là sướng người. Trời. Tới đầu không. Hello anh bạn. Hình như có cá chết nữa. Nãy giờ lên giả ăn cái rồi đó. Không thấy gì hết trơn ta. Con cá chết trong cái lờ kìa. Kỳ dữ ta, cái lờ này lần nào lại cũng có cá chết chứ mà không thấy dính cá là sao vậy? Hay là nó bị ốc ăn ta? Thôi để Vũ làm lần chiến nó coi sao nha. Chứ thấy cái lờ này hơi kỳ kìa nè. Hai chiến này chưa dính á. Vũ xin phép của chú anh chị nha. Bóc luôn. Bữa nay nó lại nó ị thêm một miếng nữa nè. Nè lông chuột không à.
chú không biết con trộm này con trộm gì, không có mấy cục mà lại chăng cái này nó y nữa. Đây nè, lông con chuột không, chắc trộm cá mèo á, ghê không. Nè đây nè, đây nè nè cô chú anh chị thấy không, này không phải một con đâu, một con dĩa gì dữ vậy, này mới đêm hôm nè, này gặp mấy anh đến trộm là thôi tới nái. Vũ không biết môn này. Trong đây nè, gừng gú không trong đây nè, nó ở trong đó đó. Nó ra ngoài mà nó ăn xong rồi nó lội ra ngoài trống này nó ỉa. Ông nào muốn đánh thì đánh mấy con trộm này thì vô đây. Vũ dẫn cho đi đánh, sẵn đi thăm chung với Vũ luôn. Thăm chung lợi với Vũ luôn. Rồi có cái giày. Hình như là một cặp hay gì ta? Nếu mà một cặp thả nữa à. Cái gì đây? Trời ơi. Con một cái giày này đi lẻ. Thấy ở ngoài nhoi 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 tính đâu có. Có bảy cá con ở ngoài, nếu mà bảy cá con ở ngoài thì hai cặp rồi, thế nào Dũng thả một con à. Không khi nào Dũng bắt hai con đâu. Thả ra cho nó giữ con đó. Con cái giày thứ hai nha, quá đã luôn. Bông 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 bông. Trời mũi nó bu vô 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 vậy. Lờ đặt cái thế đơn giản, quay cái đít vô đờ, vô trong bờ. Đưa cái miệng ra ngoài vậy mà lụm ha. Trời lúc này á, ban đêm thì lạnh cực kỳ, ban ngày nắng nóng trong xanh thế này nè. Sao mà lội mà không có vết nước lội không nổi đâu. Đuối 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 luôn. Hình như có dấu phì lờ hay sao. Để vô lội nhẹ nhẹ coi. Thấy có dấu phì phì. Rồi lật cái lờ ngang luôn rồi chứ phì gì nữa. Nè 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 nè, cái dấu phì có gàng. Có rồi. Nó cái giày nữa thì ơi. Trời ơi cái gì đây, cái lờ lụi hụi dính hoài ha. Con gì á, trời ơi. Ôi ôi con cá lóc một phóng sướng vậy. Tính đâu nguyên một chuồng này. Bây giờ có con rồi. Quá trời mũi luôn á. Ừ. Con này nó mập như heo rồi trời. Mập nè. Rồi. Cũng được ha. Cái này đựng con cá lóc. Cái nãy con cá dày. Thở như trâu rồi đó. Thưa quý anh chị nhìn thấy cái mương không? Đây là cặp cái mé lung. Đường bơm. Cái hố bơm á. Hố bơm hồi xưa tới giờ nay vẫn còn. Dài qua bên kia là nguyên cái hố bự lắm. Đây. Ở trong cái lung này được có một cái là con anh Vũ đặt lờ. Không biết mai mốt sao đây, nhổng cái đít lên này kìa. Mai mốt của mình đệm rồi vô không? Nhổng cái đít, có cá chết. Nhưng mà không thấy cá bự. Trời ơi. Một loài cá sặc luôn. Nhỏ nhỏ không mà phải bự vô bắt luôn. Nhỏ thả cho nó bự đi. Dời luôn đi. Cái chỗ này thưa quá không ngon đâu. Chà. Ai nướng cái gì mà thơm dữ vậy ta? À. Ai nướng cái gì thơm dữ vậy trời? Trời có cá chết rồi, vô rồi. Ê, xúc cái cây, văng cái cây ngoài. Thôi ơi,
Trời ơi, cái lờ mới nha. Giật cái lờ kìa. Đây, cái cây mà xuất ra gì là cô chú anh chị hiểu rồi ha. Huynh đệ đặt lờ chuyên nghiệp hiểu rồi ha. Trời ơi, cái lóc bự. Trời ơi, cái gì vậy? Bốn cái lóc. Ủa hả? Trời ơi, thôi rồi, thôi rồi. Thôi rồi. Ba con cá lóc, một con cá chê. Ây da, ây da. Khỏi bàn cái. Ta đã không? Thôi ôi, con cá lóc nào nó mập như con heo rồi trời. Vô rồi. Thấy con cá chết là vũ nghi vậy. Nè, hai ba con cá chết. Cá chê này cũng vô ăn cá sặc chết nữa nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Ê, con này chê lai mà, không phải chê trắng đâu. Chê lai nha. Có ghẻ luôn rồi. Bể ức. Cái là bốn con. Đúng đỉnh. Bữa nó chạy gì đó, cái bữa không chạy như cái luồng qua thôi. Rồi, để vô chỗ cây đặt lại nha. Là mới cáo, mới đem đặt luôn à, cô chú anh chị theo. Bảy ức. Bà cô dặn có lý quá cô chú anh chị. Chưa gì chân mà đủ cá bán cho bả rồi đó. Mới có nửa đoạn đường. Rồi. Làm gụm nước cái hả, đi thăm tiếp kia quá trời đuối. Luồng ở trên đây cá toàn ngon không, cá có dữ không? Ôi trời, có cô con nào nói như con dâu vậy nè. Rồi tiếp tục chiến đấu. Hôm nay là thấy vậy là ngon lắm rồi đó. Dạ 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 dạ. Mới có nửa luồng lời rồi. Đó. Bây giờ mới vô cái gúng của cái lùng nè. Từ từ. Vũ cũng chưa đặt vô chen sâu trống đâu. Lờ này hôm bữa tán cái lóc gần cái ký nè. Bữa nay làm con ký nữa rồi. Lụm mình xịt luôn. Nó quậy văng cái lờ lên bờ luôn á trời. Hổm á. Ghê thiệt chứ. Nó con gì giật cái lờ kìa. Cái sặc hay gì á. Trời ơi, cái dày hết biết luôn nè. Vũ né cái bóng cho cô chú anh chị xem. Cái bóng của nó cái dưới kìa. Kìa. Trời ơi, một lờ cái dày luôn cái gì vậy? Trời ơi, một cặp cái dày. Cô chú anh chị biết vô nhìn gì không? Chú anh chị thấy không? Một bầy con của nó luôn kìa. Đây, cái này thì Vũ chỉ bắt lại một con thôi. Tuy là thiên nhiên nó rất là rộng lớn, nhưng là mình làm cái gì cũng vậy, cái nghề nào cũng vậy, cái nào cũng có cái giá nó hết trơn. Hai con cá dày nè, đâu phải nhỏ đâu nha. Cá nè. Chờ bá nện không. Vũ bắt con này nha. Cái vậy mà con cái này đâu phải nhỏ. À, cô chú anh chị nhìn nè. Đi bắt cái con kia nữa. À. Thả lại con. Chú anh chị thấy không?
nó lội nó đi luôn rồi đó. Nằm ở đây nè. Rồi nó đi rồi. Kệ đi. Con này không biết con được con cái. Cái dậy nó mập lắm. Bắt con thôi. Nếu mà Vũ không gặp cái bầy á, không gặp cái bầy nằm dưới đó thì Vũ tất nhiên Vũ sẽ bắt hai con luôn. Nhưng mà cái này Vũ gặp cái bầy nó đó, chút có cho lại nó giữ cái bầy nó nha. Tội nghiệp cái bầy con lắm, mấy ngàn con á. Một bầy cái dậy nè, mấy trăm con chứ. Để cho nó sống đi. Nữa có mình bắt nữa chứ mình bắt hai con này luôn rồi tiệt hết mấy trăm con nữa sao. Uổng lắm. Đây cái nữa nè. Cô chú anh chị thấy cái quê Vũ cá dày nhiều không? Chỉ có trong đây thôi, trong lung này mới có. Dưới ngoài sông á. Còn những cái mương mà trống trống là anh em ta xịt hết trơn. Ta đánh bắt bằng xịt á, ta bắt tiệt luôn. Hình như có cá nữa nè. À cái này cá con không à. Con để lại làm mồi. Vậy mà không có gắn có rùa ha. Quá trời luôn. À, Vũ giới thiệu sơ cho cô chú anh chị biết nè. Trong đây cô chú anh chị nhìn. Lùng cái gì? Cái môn nước. Môn nước này mà lội vô cái thì là hiểu số phận liền. Đó. Ở đây là ngay chân cái gúng. Ngay chân cái gúng. À, rồi đi ra ngoài đó là cái đường kinh, cái đường sông á, đường sông đặt lời của Vũ đó. Nhưng mà đường sông nó dài luôn, nó dài thẳng bên kia đi đường nào cũng được hết trơn. Ở đây là một cái rúng. Cái bờ này là người ta kêu cua be vô á. Múc lên được con khúc gì nè. Cua be mà thứ cua be ở dưới cái chẹt á. Chứ không phải là cua be lội lên bờ nha. Tại vì đây lội lên lúc liền. Dưới cái chẹt á người ta múc được con bờ nè. Mà cái bờ này tới mùa nước thì ngập luôn. Bởi vì đâu có trồng được. Nguyên cái lung hình dung hối tiền. Cái luồng lời này hôm nay khẩm bạc rồi ha. Có dày nữa hay gì vậy? Ôi cá kẹt đầu rồi thua. Cá kẹt đầu miệng hôm. Trời ơi cá dày nữa. Thiệt mà. Cá kẹt đầu miệng hôm tính đâu phục à. Cá lóc của mình lớn như trời. Còn cứng. Sống đi mày. Nào bự nó vô. Đây. Cá dày này riêng lẻ. Con này Vũ bắt nha. Thả hoài chết rồi. Cái nào hai con thấy bầy nữa thả chứ. Mấy cái lùng này ở đây Vũ công nhận cái dày nó kinh luôn. Mới có cái dày lại 2-3 năm nay nè. Chứ mấy năm trước là tiệt luôn. Mấy năm trước cái đường lung này á, như Vũ nói hồi nãy sáng múc nó múc quá. Trống lỏng. Người ta vô xịt hết trơn. Mấy năm nay nó bịch như thế này nè. Cá nó còn trú ngụ đây nhiều. Cá thì cá thiên nhiên tự nhiên mà. Ai muốn bắt thì họ bắt thôi. Ủa cái lờ Vũ đâu rồi ta? Mà nói chuyện cái lờ đặt ở đâu không biết luôn vậy trời. Kỳ vậy. Lờ đặt ở đây nè. Phải không? Đúng rồi. Lờ đặt ở đây đi lại múc đắng kiếm đắng. Cái gì vậy? Có gì không? Chà cái lờ này hai chiến không chạy nha. Chiến nữa coi.
mấy cái bên đây bây giờ mà nếu mà mấy người người ta mà đi siệt cá trong đây cũng thua, cũng dễ khó ăn lắm, quá trời, chỉ có lờ lợp thôi, thả câu đồ hoặc mai đây thả câu lương rồi, bá chế bùi chắc với đặt chấm mà giác của tới đây rồi cũng đuối luôn, chỉ có đặt lời thôi. Vô lương hoài gì hôm nay vô hoài, ô cành nè, ngay cái gúng đó nè, ngay cái gúng lung nè. Ngã ba ngã tư gì tùm lum hết chứ. Nhổng đít phì lợi không rồi, cái này lần này hụt à, cái này hổng cũng dính cặp cái giày vô thả hết con, nó vô hai vợ chồng nó vô nguyên bầy con ngồi ở ngoài thế vậy vô thả con ra cho nó giữ bầy, biết đâu mốt nó nhớ ờ mình nó lại chăng cái lờ này vô nguyên bầy cái giày con đó là sao quá trời nặng, hôm nay cá quá trời luôn ngon á. Phải chiến nào cũng được gì nói gì, như hôm qua đi thăm thấy một luôn, bư cũng vào cũng gãy tay luôn, có mấy con ngày bà cậu là vậy đó, hên xui bữa luồng này trúng bữa luồng kia trúng, bởi vì mình đặt hai ba luồng cho chắc ăn, hụt luồng này còn luồng kia dứt giác lại chút đỉnh cũng được. Gì đây? Rồi không dính rồi. Lờ này ngon chứ, ngay chăng cái ngã ba ngã tư luôn. Nguyên cái gúng nữa, chờ bá nện. Đèn cái nữa nè. Cái phỉnh hết hồn phỉnh. Nhìn cái là nhức gân, mấy anh đặt chấm mà nhìn cái là nhức gân. Đặt lờ nhìn cái cũng nhức gân luôn. Hình như cái lờ gung ginh gì ta. Mới thấy gung ginh nhẹ nhẹ hay nè. Rồi cái lợ đóng gông mà thua. Gì mà không có gắn ta. Tức ơi là tức thiệt chứ. Đây phải có gắn khủng đây. Cô chú anh chị cứ đợi đi. Nói cái lung này đường nào mà chả có gắn khủng. Thấy hùng luôn. Lung này á, lúc trước có ông bác, năm nay chắc ông lớn tuổi lắm mà, ông đặt mấy cái lợp nhũi bằng tre á, từng bắt được con gắn ghi cá 7kg 6 7kg 7 gì đó, mà mấy năm trước Vũ còn nhỏ như nè chứ không phải lớn giờ đâu, đặt dính đâu mép bên đó đó. Vũ đi ruộng á, y như là con vịt nó chích sình nằm trong cái lợp vậy đó, quá mệt rồi. Đèn cái nè, bên cái mương hồi nãy cái rùa quá trời, chắc về mời qua chiến mai ngừng đi khâm lợn bữa để cái luồng dưới sông cho nó lâu lâu hả thăm 4-5 ngày im đêm ha, mai đi câu quay lên chia sẻ lên cho cô chú anh chị xem. Chú nghĩ là nó sẽ cá rô mề mề không á, rồi cái lợn. Cái lợn nó ngon rồi kìa, trong khe luôn, có ăn cần cá lóc con nữa kìa. Không phải, cá lóc cũng trồng trọng chứ. Nè. Đừng con cá lóc còn cứng. Đâu đây một cái nữa. Đó. Hình như cái lợn đi ở gần nó giật giật cái ta. Nước có trong lắm, nhìn thấy muốn tới đáy luôn á. Cái này thì vô đặt sắt mé thử một cái coi nó làm sao. Con cua, trời ơi con cua nó chết luôn, kỳ vậy. Cua chết mà cá cũng chết luôn, ngộ vậy ta. Cua làm gì vô đây, tự dặn lên đây luôn vậy.
dời luôn. Quá đuối. Ta nói mà, đi thăm lợn này mà không có bít nước một cái, không có đường nào mà sống nổi vậy. Lợn một hồi là khóc luôn. Vũ mới dời cái lợn, hôm nay không có gắt cái lợn nào chứ, mà ngược lại cá nó trúng đậm luôn trời. Nè chỗ này sáng nó vô nó múc lên nè, mà đâu có trồng gì nổi đâu, dừa mà tới chuối còn trồng không sống nữa mà. Cá hôm nay nè nhóc hết trơn luôn, nằm lởn khởn. Thôi thì chắc cô chú anh chị cho phép Vũ kết thúc video đây, để Vũ còn lội về nhà nữa. Từ đây mà lội về nhà, ôi từ đây mà lội xuống cái xuồng á, nếu mà đi tính cái đường thẳng á thì khoảng chừng cây cây ngoài số à. Mà cô chú anh chị biết rồi, đặt lợ vô quá, mình đi đặt lợ thì nước nó, cái bờ nó cứ bẹo qua nó cong lại cứ đi theo bờ hoài vậy đó. Lội từ đây tới đó cũng tầm hai cái mấy số, rồi xong rồi từ cái xuồng nó bơi về nhà Vũ tầm một cây mấy số nữa đi xa vậy đó mới có. Cô chú anh chị đừng quên bấm like video, nếu mà thích chủ đề đi đặt lợ cá nè, đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận video mới nhất của Vũ nha. Nói chung á là bên kênh của Vũ làm chủ yếu là nghiêng về mấy cái cuộc sống mưu sinh, quay lên chia sẻ cho cô chú anh chị xem cắm câu, đặt lờ, văn lứ, đặt chấm, thả câu, câu cá. Nói chung là những chủ đề mưu sinh á, Vũ sẽ làm từ từ và chia sẻ lên kênh này cho cô chú anh chị xem hết. Vì vậy cô chú anh chị nếu mà thích chủ đề này á, đừng quên bấm like video, đăng ký kênh, chia sẻ video của Vũ lên Zalo hoặc là Facebook á, để cho nhiều người xem á. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi. Cái hôm đóng gông hả vậy? Ê có. Có con vinh kìa. Ôi ôi, trời ơi cái giày. Thôi ôi, ôi con cá rô nữa nè. Thôi ôi vô rồi. Coi cái lỗ này có không, mình đi thăm tiếp. Đó. Thôi ôi cái chê. Chê gì chú? Rồi. Chào ba nện luôn. Đã ta. Chê vàng đó giờ nhiêu ký? Hả? Chị vàng nhiêu ký? 100 ngàn. À. Chào ngày mới cô chú anh chị nha. Thì hôm nay yếu rồi. Nói chung là Vũ ngồi Vũ làm mấy cái lồng này, mấy cái lồng chuột đây một cái này, chỉ cần cho dây là chiến được đó. Cái lồng này đang làm như cái lồng nhốt heo. Nói chung là chuột cống thì mình làm bằng cái gặp thứ này á, thì gà nó nhạy lắm, nó không bị nhát nha. Thì hôm nay Vũ bệnh, sáng thì nấu nồi xong đấy, để Vũ xong cái mới được, chứ hồi đi là lội nước lội ruộng là chiều nay về nằm một đống luôn á. Chùm lửa cho nó cháy cháy lên xong cái rồi đi. Hôm nay đi dở lờ nha, gặp chuột thì để Vũ làm xong xuôi chơi mới chiến được mấy con cống khủng. Anh hai heo. Phải con chó rồi. Ơi. Nè chào cô chú nè. Chào cô chú, chào cô chú. Mời chơi con chó rồi. Ở nhà nghe, cho đi kiếm tiền nha. Tới cái đầu tiên rồi cô chú anh chị ơi. Chung mà từ nhà Vũ bê lên tới đây cũng cả cây số mới tới cái đầu tiên ha. Vô cái đầu tiên rồi. Lụm hàng lấy kỳ không? Hy vọng hôm nay sẽ trúng mẻ cá ngon ngon gì đó. Tại vì lúc này anh chị ở đi làm xa quê Sài Gòn cũng bắt đầu về lai gai rồi. Về quê ở xóm Vũ nè. Rồi dặn cá Vũ có cá đó thì đem lại. Cho nên là Vũ phải đi kiếm. Vô coi.
cái đầu tiên. Rồi nhóm đít. Hôm nay rồi con cá dồ vũ thả đợt trước nó chết luôn rồi. Sao chết ngay chăng cái lồng luôn vậy trời. Nè. Tính đâu đợt trước xả nó sống hay giờ nó chết luôn rồi. Nó bu ở ngoài luôn lồng luôn. Kìa kìa có con gì giật giật cái lợn kìa. Nó bu nè. Bắt lên. Cái đầu tiên nè. Còn như có hàng hay gì thấy giật giật cái hôm. Không biết cá lớn không. Ôi ôi cá rô. Ôi cá rô. Cá rô tổ trưởng luôn. Đã. Con này kho tiêu ngon lắm. Bữa nào vô xuống sông đi câu cá rô mềm mềm như thế này ăn đây. Lắm này câu trên mương cá rô biển không. Ôi ôi cá rô này mà câu giật lên cái sướng luôn quá. Nè. Quá trời khu bự, khu bự. Hôm nay thì vẫn đem theo mấy cái lờ nha. Để hồi có gách hay là gì đó mình xây cua vô. Với lại đem theo niêm vô hoài hoài vậy đó. Rồi. Cái này chỉ được con cá rô thôi. Cũng được đi, cái đầu tiên vậy là ngon. Kinh này cái kinh này mình đi nhấp cá rô đồng ngon nè. Theo mấy góc này bể ức luôn. Đây cái lời của Vũ nữa. Rồi, nhóm đít nữa rồi. Không biết có cá không. Có giật lờ kìa. Nhổng cái đít lên. Hy vọng có cá lớn. Cái này không dính bàn cái gì luôn. Cái này làm con thôi. Không thấy phóng ta. Chắc không có rồi. Ôi được mấy cái sặc mồi. Nhổng đít nè. Kỳ vậy ta. Chú anh chị thấy cái điểm đặt ngon toàn lục bình không? Vậy cui luôn. Ừ. Có gạo ăn. Công nhận mệt mệt cảm cảm mà nấu nồi xong xong một cái nó khỏe người lại liền luôn á trời. Khỏe thấy khỏe liền luôn á. Hồi về chắc thăm xong rồi về chắc Vũ làm thêm nồi nữa. Có không đây? Ý trời trời con rắn gì vậy ông nội mẹ ơi rắn gì? Hết hồn. Trời ơi con rắn gì bự vậy? Rắn gâu hết biết rắn gâu rồi. Trời con rắn gâu này. Bắt mày luôn, bắt gì cho cha Vũ không ăn. Lúc này Vũ dám bắt nó rồi nè. Với lúc trước gặp nó sợ lắm. Dính rồi chứ này. Dám bắt luôn. Ôi nó bự. Con gâu bự dữ kìa. Con gâu như con heo trời. Hả? Y như con di cốc. Y như di cốc hồi xưa. Ôi ra không ta. Nó bò ra không được đâu. Nó như khúc củi vậy. Chút là nằm im ghe à. Ông nội mẹ ơi. Sáng nay nước cạn cá dồ nó ụp bụp 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 ở trong mé. Chống xuồng mà nghe làm cốc bụp bụp chống. Mà mấy cái dồ này nó nhát rồi. Bị mấy anh đi câu rồi bị người ta thả quá trời. Bữa vô thả được có hai ba con gì đó hẳn dính luôn. Trời ơi bông lục bình nó mọc rồi nè. Ồ cái này kho mắm hết bài luôn ha. Quá trời bông luôn.
Coi coi. Gách lỗ bự quá. Không biết cái lời này nha. Mấy chiến không dính, không có coi gách lỗ quá bự đâu. Vỏ anh ta mới chạy ngang. Ủa cái sặc không hả? Kỳ vậy ta. Nãy giờ mấy cái không dính này, cái đầu tiên được con cá rô à, được con gắn rồi. Còn như là chất chất không hả ta? Bữa trúng quá trời trúng, bữa nay cá không đi cái gì á. Chú anh chị thấy góc quay huyền thoại không? Góc quay ngay chân đây, cảnh này lúc nào chú ngang cũng quay. Nó đẹp. Vô đèn cái cầu riêng, ô cái tiếp theo rồi. Trời, cái dừa đẹp vậy. Làm con gì cái coi. Trời ơi, không có con gì hết trơn vậy. Rồi gách mấy lỗ luôn. Trời ơi lỗ bự quá trời bự. Trời ơi. Chỗ này đây dính con gì trời. Gách gì không cục nổi vậy ta. Bữa có mấy bữa kia thăm không gách mà. Mới chặn gì rồi thăm không gách mà còn trúng. Kỳ này toàn là gách lời không mà chết rồi. Lời mới nè. Mới cáo cạnh luôn. Này gách lời, có ổ gách lời nhiều ạ. À. Chơi đâu rồi? Rồi vô đây vô đặt lại nha. Cái này bữa hổm được thằng cặp thắt lát bự. Nhưng con cá lóc cái gì á. Lâu rồi quên. Ồ, hổm giờ quên. Chú anh chị coi chắc nhớ cái lời này. Chạy thắt lát nè. Lấy cái rau dừa để đây làm trứng luôn. Mới thay lời mới nha. Đây con cái này là cái hổm mới dậm. Nói chung là nguyên cái luồng lờ không lẽ không có dính cái nào mà nó quậy sộn sộn sao. Phải có con cái chứ. Đường nào cũng có con chạy khỏi. Không có cá bán thì cũng có cá ăn. Ở đây đây đây. Rồi cái là chuột có cắn gách nữa. Thiệt tình chứ ta. Hổm về không có thời gian làm mấy gặp chứ có thời gian làm hổm về rồi mấy gặp kia rồi. Chuột cắn gách mấy lỗ này nè. Rồi đi, không sao đâu. Chuyện nào gách lỗ bự hay tính. Tiếp tục là cái lời không nữa nha. Có hai ba cái sặc gì đó. Ôi, trời ơi cái lời. Ủa sao cái lợi ra tới ngoài đây dưới trời nè. Rồi đóng gông không. Cái lợi cái miệng hơn đóng gông rồi thua rồi đó. Dũng nói cái luồng lời Dũng neo thế nào cũng bắt được con gắn khủng gì đó. Đường nào chạy á. Cái lợi đóng gông miệng hơn mà thấy quế. Để đại đi chuyến sau giặt luôn. Cái gì mà nãy giờ không dính con nào luôn á trời. Còn là không không vậy. Kiểu này đây là thua nha. Thấy cái lợn này nó hơi sạch sạch nè, không biết có không. Trời ơi cá gô. Trời ơi cá gô này còn khủng hơn cá nãy nữa. Nè. Cô chú chị con cá gô nè. Ôi trời. Ngon rồi, ngon rồi. Có can rồi, can trước đi. Trời ơi, thấy cái hôm sạch là nghi vậy. Cái gô hết mấy con này mà câu gỉ lên một cái thì sướng cuộc đời luôn. Trời. Ba con gữ. Hết biết nó mập. Ngon.
tại đó. Cái mà đựng con cá rô gì hoài cũng ngon, cũng có cá ăn nha. Ngày bà cậu hên xui lắm, không ai nói trước được gì đâu. Còn lời là còn hy vọng, từ khi hết lời luôn á. Cái lời này hôm bữa chạy nguyên một bầy sặc gần với một bầy cá dày nè. Để hôm nay vô coi có con nào không nha. Quá trời cỏ. Ây da. Cái lợn. Cái lợn. Rồi. Cái hôm đóng gông hết rồi. Ê có. Có con ginh kìa. Ôi ôi. Hết biết sạc gần nữa. Trời ơi. Cô chú anh chị còn nhớ không? Đợt trước cái bầy này, cái lời này á, là một bầy sạc gần với ba con cá dày. Vũ bỏ lại một con, kỳ này vô bốn con. Ghê không? Một con. Quá trời sạc gần ngon trời trời nè. Hai con. Con này bự nhất, khổng lồ luôn, bằng tay luôn. Bốn con nha. Và lý. Rồi ôi, bốn sạch gần này dưới hai cá rô kia là rồi dư ăn. Dư hai chồng Vũ ăn rồi đó. Đó. Bây giờ kiếm khoảng chừng ký cá lóc, ký cá dày nữa là ngon nha. Để Vũ đặt lại. Tới cái lờ ngay cái gió nè. Ở đây là câu cái gô là hết rồi. Đó cái lờ kìa. Trong khe nhìn thấy luôn. Rồi đóng gông không? Chắc không chạy. Chạy đặt lại chứ sao biết đâu chừng. Nước cạn bữa nay coi kìa, lò mé lên lum hết trơn. Thấy vậy cá lóc ở trong đó nhiều lắm á. Nó khôn nó không ra. Lò không vô luôn nè. Ủa có lò đâu? Ừ đây đây đây. Ôi ơi vô nè. Hết hồn. Gì đây? Cá lóc. Rồi cá lóc với cá rô. Cũng được, cũng ngon á. Lóc cũng trọng trọng nè. Nó. Ba cái bèo cám này nó cũng tê tai lắm nha. Con này cũng mập mà nó hơi nhỏ thôi. Bắt luôn. Đó, ha, cá rô. Đang mùng ha. Cái khu này mà Vũ nói bữa nào Vũ thế nào Vũ cũng qua à, đường nào chạy chứ. Qua đây để mình câu cá rô đồng. Lâu lâu mình Vũ cũng đi câu cá ăn á. Bữa nào mà đặt là cô chú anh chị thấy là cá bự bự không ha, là xách đi bán hết trơn rồi. Nó bắt đầu xách câu thì câu cá rô mề gì ăn. Dưới quê nó được con cái là gì á, kiếm đồ ăn nó dễ lắm. Chàng cây câu dài cục mồi là có cá ăn. Mà cá là cá ngon không chứ phải cá dở đâu. Hai cái tay móc hồi muốn sùi hai tay luôn nhá. Lò đâu rồi? À, đây đây đây. Lại tới cái lò lúc nào Vũ cũng dạch ra Vũ coi. Coi cái hôm nó có bị đóng gông không. Nếu mà hôm đóng gông thì nó không chạy. Còn cái hôm nó hơi trong trong là lụm sạch liền. Cái này cũng tương lai lắm nè.
Đó 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 đó, vô vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Quá giặt ông nội ơi. Lau kiến hình dung. Hết biết. Còn gì cũng bắt hết. Thất lát quá trời. Trời ơi, thất lát đồng con này cũng cũng quán lắm. Con này vô không bắt nha. Vô để lại cho đằng sau coi nó vô nguyên bầy không. Thường là thất lát nó cũng đi bầy giống như sạc găng vậy đó. Để lại đi ha, chuyến sau mình bắt luôn cái một. Dụ mấy con kia vô. Lát đồng cũng có giá lắm á chứ không phải giỡn đâu. Đồ đây có một cái kiếm nãy giờ luôn á. Lạc ở đâu rồi? Lạc ở đâu một cái à? Kỳ vậy ta. Đây một cái, đó một cái. Đây quá. Lạc đâu một cái kiếm nãy giờ cũng khủng quá. Giữa máy độc gặp đồng nghiệp. Mấy giờ gặp đồng nghiệp. Đồng nghiệp mới chạy ngang á. Ê, hình như mới cung cung cái lợi cái gì ta. Trời ơi cái giày. Thôi rồi. Ôi con cá rô nữa nè. Thôi thôi vô rồi. Nó nó bây giờ mới vô chặn nè. Cái giày nữa nha. Vô mánh. Cái giày cà bá luôn. Thôi rồi. Khúc luôn rồi. Khó lý à. Này vô lâu dữ. Trời ơi, cái giày nó mập con nào nó mập như heo vậy ha. Cá rô này mới đã nè. Rồi bữa nay cá rô ngon ngon không? Nó tùy theo con nước, tùy theo ngày nó chạy cá của chú anh chị thấy không? Bữa cái giày không, bữa cá rô nhóc hết chưa? Ôi ôi cá rô đã không rồi ta. Hết hồn cá rô thiệt. Con này mới vô. Ngon rồi, bữa nay ngon rồi. Đằng đó một cái, đằng đó một cái lạc chưa kiếm ra nữa kìa. Có đồng nghiệp đi ngang rồi cái thấy thôi Vũ chống xuồng ra đó đậu rồi đó. Mà thăm mấy cái này trước đi, cái lạc kia hồi về hãy kiếm sau. Giờ kiếm mất thời gian lắm. Đang vô chặn rồi cái lò đóng gông. Chắc thua quá. Không biết cái đầu dưới đây làm sao đây. Biết ngay lò đóng gông thấy thua. Chắc ăn thua luôn. Trời ơi còn gách nữa ông nội vô. Đúng chưởng luôn. Thua. Ôi. Hình như là Vũ mới thấy nó giật cái lờ nhẹ ăn cái nè. Mới thấy nó giật cái tung cái lờ nó cái nè. Biết khỏe không nha. Trời ơi con rắn gì vậy ông nội ơi. Nữa hả. Ơi được con sạc gần bự. Không bự lắm. Trời ơi, ngắn gâu nữa. Con này nhỏ quá. Con này để vô thả nó nha. Được hai ngóc bu luôn kìa. Con bu đen à. Có người ta thả lưới. Ta nhận lưới cái dồ. Nghe cái lời vô luôn. Chạy đi cái lời đó chính xác nó thăm luôn ha. Thăm mình thăm cái lời này thôi. Thank you.
bình bình cái coi, sướng sướng cái coi, sướng sướng rồi. Trời ơi, cá lóc này xui quá trời, tháo nó ra đi. Đi ngoài. Chuyến sau hốt rồi ha. Cái gì chú? Cái gì? Đặt mấy cái lợ. Mấy cái lợ. Trời 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 trời, đây sâu dữ à. Không dính gì chứ. Nó. Ồ, cái rô bự không à. Rồi, còn chuối đây nè chú, nè. Nè. Khó à, nghe lắm chứ. Ôi trời, chú dữ vậy ta. Chú ngang ngang lướt không trời. Ừ. Không thấy con cá gì chú cái này nè, bự lắm, bự luôn. Bự 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 bự. Này lướt mấy phân? Lướt mấy phân? Chú hình như là chú bị hơi lãng ta hay gì không nghe chú nói vậy. Nhưng mà nãy giờ chú nói chuyện mà. Thôi nó dính cái ốp mà. Dễ gì nữa. Dạ. Chú mà vụ nói chuyện nhỏ không nghe. Nó, trời ơi, cái gô bự. Trời ơi, cái gô vụ giữa lờ không hơi háp đâu chứ. Quá trời cá, bành bành trời. Bởi vì nói kinh này, câu cái gô bá cháy. Phút này nè. Cái lỗ này, nãy cá chú quá trời. Coi cái lỗ này có không, mình đi thăm tiếp. Nó, trời ơi, cái chê. Chê gì chú? Rồi, chào bá nện luôn. Đã ta. Chê vàng đó giờ nhiêu ký? Hả? Chê vàng nhiêu ký? 100 ngàn. À. Ngon. Vô đây tới cái lò mình coi. Cái kinh này nhiều người lắm, nhiều người ta săn bắt luôn đây. Lờ mắc cạn luôn trời, ghê vậy. Trời ơi, chết tôi. Ông chú thả dính cái chì vàng, cái gô phẹt phẹt không, cái lờ không dính gì vậy. Sát méo quá, giờ ngoài chút nha. Giờ đây luôn nè, đụng đâu chơi đó luôn nè. Mấy cái chỗ mà nước cạn nó lòi bọng lên vậy nè. Rồi tương lai hồi chắc có khả năng vô về vô mặn nè, đồ ăn làm đồ ăn cơm xong á, chắc Vũ sẽ đi lại đây chiến cái gô mề cho cô chú anh chị xem quá. Hôm bữa thì Vũ làm được mấy ký cá gô biển luôn á, cái video của chú anh chị vừa xem đó. Gô biển nội gô phi thôi là 1 ký mấy à, còn cái gô biển thì ký ngoài nữa, ngon lắm cô chú anh chị. Vừa đi câu giấy ký mà vừa có cá ăn, vừa có cá bán nữa. Nhưng mà cô chú anh chị đừng có dặn Vũ nha, đừng có dặn Vũ trước rằng là đi câu cá rô có về bán cho tao nha, chết luôn đó. Ôi ơi cái lợ, chà cái lợ bữa nay nước nha. Trời ơi, ủa sao cái chuyện gì vậy?
Trời ơi trời, chuyện lạ luôn. Con cá chê nằm chết ngoài lờ, cái lọ nó gách nè. Ủa gì là sao trời? Rồi, đã vụ lý giải cho cái lỗ gách nè. Cô chú anh chị thấy, trời ơi trời, chuột cống nó tức nè, lỗ nè. Thế nào cũng chết cái vụ hà. Là con cá chê á, nó vô nó bị dướng ngạnh đây nè. Rồi con chuột ở ngoài nó cắn một lỗ bự vô. Nó vô nó cắn cá chê nó lôi ra nó ăn khúc đầu nè, cô chú anh chị coi nè. Ha. Bánh cái lờ luôn trời. Cái lờ này thì bỏ luôn, lấy dành luôn. Cái lóc táp cái binh cái đó kìa. Hết biết. Lò này bỏ luôn chứ đâu có làm gì được nữa đâu. Này chỉ lấy cái dành thôi. Dũng nói thiệt chứ mấy chục cống này nóng lắm rồi đó. Mấy cái lọc mua chợ mua về gạn không có được nó chứ nó cắn banh hết trơn luôn. Con nào ở đây, con nào ở đây cả ký luôn không. Rồi không đúng gồng thua nha. Đừng nói chuột cắn nữa. Rồi được con cá lóc nhỏ nè. Cũng được. Con này bắt được rồi. Vậy nấu canh thay ngọt đồ ăn cũng được. Quá trời chuột cống ở đây khôn ngoan. Vụ giá lờ ghét rồi tùm lum lỗ luôn. Lờ mới không đó mà giá ghét ghét ở này nè. Bấy xé lỗ. Thôi thì ở đây thì Vũ cũng chào tạm biệt cô chú anh chị luôn. Cái này cũng là cái cuối luôn rồi đó. Về coi nấu cơm nước đồ. Kho cá gô mà cá gô ăn hôm nay cá còn ngon không á. Cá ăn là nhiều. Được con cá lóc với con cá dày bự. Còn như là cá sọc gần rồi cái này cái kia. À, cô chú anh chị nếu mà thích chủ đề này đừng quên bấm like video, đăng ký kênh và chia sẻ video này của Vũ lên Zalo hoặc là Facebook á để cho nhiều người cùng xem ha. Vũ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào cô chú anh chị. Ê con gì vậy? Bây giờ cắn cắn ăn ra. Chết cái đít rồi, chết cái đít rồi. Trời ơi, nó bự. Trời ơi. Đau. Đây nè. Ôi giời, cái này đem phơi một nắng một cái thì xin chào ngày mới cô chú anh chị. Thì hôm bữa Vũ thăm cái luồng lờ dưới sông này nè, bị chuột cắn rất là nhiều luôn. Thì Vũ nói Vũ đem mấy cái gặp theo á, mà đến cái tận ngày hôm nay Vũ đi quay lại đây thăm cái luồng lờ dưới sông này. Nhưng mà hôm nay thì Vũ có đem theo đồ nghề để bắt mấy con chuột cống khủng đó nha. Thì vẫn là mấy cái lờ huyền thoại đem theo đi thăm lờ, rồi có gách thì mình thay vô đem về nhà mình giá nha. Đó, còn đó là gặp chuột cắm nhum. Hôm bữa nó cắn lờ của Vũ quá trời luôn. Thì đặt theo mấy cái về lục bình dưới sông này nè, chứ không có đặt trên bờ nha. Tại vì thấy nó lội vô cái lọt mình á, cái lờ mình á, nó cắn quá trời. Rồi mời cô chú anh chị mình đi thăm lờ nha, vừa thăm lờ vừa đặt gặp chuột cống nhum. Ủa, cái lờ của tôi banh chành luôn rồi. Nói chung là sáng Vũ nấu canh cua ở nhà rồi, dưới ga tập tàn. Chút thì về ăn cơm, Vũ chưa ăn cơm á. Giờ đi kiếm cá mình kho hay là mình chiên gì nữa về ăn chung là được rồi. Cái lợi gì đâu mà nó đặt trôi ra tới ngoài đây luôn trời. Rồi không dính này. Giờ đi luôn. Được mấy cái sặc. Mấy cái sặc với con ốc bu đen. Dưới sông này ốc bu đen dữ lắm. Rồi mở hàng cái đầu tiên là chất quất rồi nha. Ôi lục bình gì bữa nay ghê trời, ở đâu mà nó nhóc hết trơn luôn nè. Bữa nay nước hơi lớn á. Nói chung là lúc này lờ cá nó chạy yếu lắm. Cái chạy được con là coi như mừng đi. Chứ không phải như lúc trước cái chạy 4-5 con đâu.
lâu lâu chạy con, nhưng mà cá khủng là được ha, cũng được. Thì đặt lợi gì nè, chủ yếu Vũ đi thăm dở về để kiếm ăn thôi, có dư nữa thì mình đem bán, chứ mùa này cũng hiu lắm. Cái là thứ hai, trời ơi nhỏng đít, trời ơi sao cái lợi của tôi nó nhỏng, nó nhỏng đít lên kiểu này. Bình thường là có cá đó. Ê, có. Trời ơi, rồi luôn, vô kèo. Thấy con kìa, thấy một cái lóc, một cái chê, ốc lát nhóc luôn. 1, 2, 3, hui, gì đây? Được, một chê trắng với một cái lóc con với mấy ốc bù đen nè. Ồ, cái này đơn giản gì, đơn sơ gì mà dính hoài ta. Hồi chắc về để coi là hôm nay không có gách thì Vũ niêm vô mớ, niêm vô đen cái nha. Một cá lóc. Ê trời. Ông ơi. Trời ơi. Khó ăn à. Con này mới vô. Chị trắng nha. Trời ơi. Vô. À, bắt hai ngốc bu đen này, để hồi gài gặp chuột. Thả con nhỏ để cho nó bự lên. Chắc chú gài đen cái nè. Đâu đen cái gặp chuột đi. Chỗ này lăng quạng có cống nhâm đó. Đấy. À, Vũ lấy lục bình Vũ chắc cái Vũ để cái lồng mình lên gì nè. Xong rồi cái Vũ gài với lồng cho nó cứng lại. Đấy. Nè, Vũ gài cái lồng nó cứng ngắt rồi nè. Cái này chắc mai chịu khó mình đi thăm quá. Nếu mà mai thăm có chuột về mình làm ẩm thực luôn ha. Đây nè. Chuột nướng siêu cay hay gì đó coi. Nhỏng đít không? Hình như là Vũ thấy có nhỏng đít hơi hơi rồi nè. Có cá không ai? Rồi cái hôm đóng gông rồi. 1, 2, 3, khui. Trời ơi, kỳ với ta, có gách không ta? Rồi, một lỗ. Đặt mấy con ốc. Đặt ở đây cái gạch chơi coi. Quá trời, người ta dục ghét chứ xong quá trời. Hết đường đi luôn. Cái lợn này có Vũ bị con chuột cắn không nè. Bữa nay mày tới số, tao có đem đồ nghề theo rồi. Này nó cắn nè ta. Không kinh không? Thấy gì chưa người ta? Rồi, phọc luôn. Không vô một con, không vô được ba con. Dở dưới trời. Bữa nay nước nó sâu quá, rồi cá dồ nó ra đây đục quá trời luôn. Đường kinh này cá dữ dằn. Sao nãy giờ hụt hai cái lời rồi nè. Không lẽ cái này cái thứ ba sao ta? Vô cái tạc. Cái gì? Trời ơi, kỳ vậy ta. Trời ơi, cái lợi nhỏng lên nữa rồi.
giật giật con, giật giật con. Rồi ê con rắn, rắn rắn gì vậy? Ê da cắn cắn, ai da da. Trời ơi, chuyện lạ, chuyện lạ. Con cái gì vậy? Cái máy vô bị ướt rồi. Trời ơi, cái lợ. Trời ơi, nó lại nó cắn, cắn đang súng. Trời ơi, nó cắn cái đầu con súng bắn chạnh luôn. Trời ơi, cắn chung này hết biết, cắn con súng như cắn chung rồi. Ngon ngon ngon, bắt về chiên nước mắm luôn. Ôi ôi, cắn chung nó bự ông nội ơi, cộng thêm cắn con súng nữa. Hèn chi thấy cái lợ nó rung 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 mà không thấy con cá còn gì đâu chứ. Tới số mày. Vô hàng đây. Rồi đâu rồi. Đây. Hôm trong trong không? Giật 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 không? Không thấy đồng tĩnh cho người ta. Ê có con cá gì á. Trời ơi cá sặc. Hai con cua, mày tới số mày. Cắn cái lờ tôi méo xẹo luôn. Rồi cái lờ. Đặt cái lờ sao nó méo xẹo. Gấp nữa rồi, lấy về nhà luôn. Đây là mồi của Vũ nè, cua ốc gì. Chơi vô. Cho con cá sặc vô nữa. Quá trời nó cắn banh chành lờ hết trơn mà. Phải bắt nó tận diệt mấy con này mới được. Con cua nè, con cua với con ốc nè. Đó, cục này Vũ mới thăm cái lợn mà nó bị rách á. Đây nè, giờ Vũ sẽ nông vô đó đặt hai cái gặp chuột này. Mày mời mày tới số mày. Chuột có phá kinh thì chứ cắn banh lợi chứ. Không giờ đổ thừa cua không, lỗ nào nó bị lớn gì không nè. Cục nó ăn nè. À cái lò đây. Hòn dính luôn. Quá dở. Xin chào buổi sáng cô chú anh chị. Tình hình hôm qua thăm lò thất thu quá. Rồi hôm nay mình chuyển khai kế hoạch khác nha. À, hôm qua Vũ có đặt mấy cái gặp chuột á. Rồi cái xuồng nó lủng nè. Vô nước rồi tùm lum để ngập luôn á. Đây bây giờ sáng sớm đi thăm gặp chuột. Với lại đây nè. Nè nghe, hôm nay thì Vũ lên đó chiến mấy cái dồ trên đó luôn. Sẵn mình đi thăm gặp chuột á, rồi mình sẽ thả câu cá dồ luôn. À, bây giờ Vũ mời cô chú anh chị mình lên đường cùng với Vũ nha. Chứ bây giờ lời cá thất thu mà mình không làm mấy cái khác á, thì nói chung là cá mắm không có đâu. Thả ăn mồi chuối. Sáng nay nước cái kinh này cũng rất là lớn luôn. Rồi bây giờ đi thôi. Thấy chất quốc rồi. Kỳ vậy ta. Cái đầu tiên không được con gì luôn. Ủa sập mà không có con gì như vậy. Trời ơi. Ý. Hổm giờ làm cái gì cũng bại chẳng cho người ta. Thăm cái gì cũng dính chừng là sao kỳ vậy. Sáng mùi xương ướt nhẹp. Rồi rồi rồi, sập rồi sập rồi sập rồi. Sập rồi sập rồi. Đây cô chú anh chị coi nè, Vũ gầy ngoài sông không mà không có gầy trong mương. Ủa không có gầy trong bờ. Sập rồi nhưng mà không thấy cái gì hết trơn á.
ra dính con chuột cơm cái này rồi luôn. Ôi trời ơi, sáng là lội luôn, chơi luôn. Rồi rồi rồi, cấm 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 cấm. Mày tới số, mày là thủ phạm. Thủ phạm cắn lờ của tao hả mày? Kìa cái lờ vô đặt đó kìa. Đấy, chà bá luôn. Kìa. Ôi lội luôn. Ê, ê. Sắp cách lờ, sắp cách lờ. Ủa sắp cách ấy rồi. Nè cái đít nè, nó bung cái ra rồi. Trời ơi, bít cái lồng luôn rồi. Rồi rồi, đúng rồi, gặp chợ nó dở luôn chú anh chị nè. Nó cắn banh hết trơn luôn, chưa ra được. Trời ơi, hên ghê á ta. Hên ghê. Khoan, để vui sữa lên cái nha. Nó khụ quá kìa. Chà bá nện luôn. Sẵn xuống nhóm cái lờ. Cái lờ này hôm qua không có dở nè. Bởi vì chuột nó cắn banh chạnh hết trơn. Lờ nào mà còn với nó. Ây da, trời ơi, con cua. Rồi, bắt con cua ra nha. Hai con cua luôn. Không chạy. Chạy hai con cua không. Quá trời, con cống già nè. Tới số mày. Thấy vậy ra chứ gài trên bờ không dính đó. Đem xong gài cái lụm liền thấy không. Rồi nó hôi. Mày tới số rồi, con nữa là đủ hai chồng vú ăn rồi. Cống này là không cần nhiều đâu, hai con bữa, hai con thôi. Vô một khúc. Sao đây ta? Cái lồng này nó banh này để vui chiền lồng nha. Cho nó qua lồng bên đây. Quá trời, trời ơi. Con mày còn la nổi nữa không, như con trâu. Cắn, cắn, cắn. Vô. Đấy. Trời ơi, quằn nó nãy giờ. Thôi mấy gặp chợ này múc dục. Nè. Không còn cái gì hết trơn, còn gì nữa mà đặt. Lòng này của Vũ làm nhà nè. Hết biết con chuột này rồi. Trời ơi. Khù hết nổi luôn rồi. Rồi mày đây đi. Rồi mày đi kiếm con khác nha. Chưa thả được cái nhợ câu nào luôn á. Nói chung là Vũ sống ở dưới quê này thiệt, từ nhỏ lớn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Vũ đặt cái gặp chuột cắm nhum ở dưới sông luôn. Đặt trên vệ lục bình nè. Tại thấy anh em ta đặt cũng hiệu quả rồi, mắt trước mình làm theo. Dính nha, có lý nha. Bắt đầu khoái rồi đó. Đặt trên bờ nó không có dính. Nhát quá trời nhát. Đây một cái nè, vô mà khù cái nữa mới sướng nè. Rồi. Đâu rồi? Hui. Trời ơi. Không sao rồi. Con cua, con ốc, con cá luôn. Vậy mà không dính nữa ha. Quá trời cá giọt. Ôi, xả cục nhỏ nhỏ thôi. Thấy cỏ gì đó chứ ở dưới là nguyên một lỗ sáng dưới đó chứ không phải giỡn đâu. Xuống đi con. Đó. Xuống nó đi. Rồi còn cái đồ này, cái đầu này thì Vũ cọc vô cùng lục bình hay cây gì đó. Hồi lại mà nhịp 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 vậy ha, sướng nha. Đường kinh này cá dữ lắm luôn, đột cốt đẳng rồi chú anh chị coi kìa. Cũng có người thả nữa nha. Nhưng mà kệ, mạnh ai nó thả thôi à. Thả đây, vô thả đây đi.
coi cắm cái sào sâu không. À được nha, thả đây nè. Mình xả xong rồi cái đi xong cặp chuột một chút. Vũ thả cái cừng này xong rồi mình đi thăm gặp chuột cho rồi đi ha, đang sung mà không quay lại thả câu cái dồ sao. Sáng nay thì có mồi ăn rồi đó, thấy có con chuột là khoái rồi, gặp còn nhiều lắm, thế nào cũng dính con nữa hả. Vung kinh coi, vung kinh coi, rồi trời ơi sập rồi. Ủa ủa sập sao không dính ta, trời ơi rồi chắc ra quá ta, chưa sụp ngóc nè, trời ơi gặp gì ở dưới trời, trời ơi sập lia lịa luôn, tức ơi là tức, chứ gặp này nó dở gì mà nó dở, hay là con gì nó bò vô nó làm sập ta, không có nghe mùi chuột nè, nghe mùi ốc không. Lấy kỳ coi, lấy kỳ ơi, cung kinh không, khù khù không, rồi, ui, trời giặc ơi, banh cái lồng nữa rồi, con chuột chà bá nạnh luôn, mày sao lấy ra trời. Cái đít rồi, chết cái đít rồi. Trời ơi, nó bự. Trời ơi. Ê, đừng cắn tao nha. Trời ơi, trời. Nó như con heo vậy, nó cắn banh lòng hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Con này bự rồi mà không hơi hám là với con bên đây hết chứ. Rồi kìa, nó cắn xích xích cái đít lòng luôn. Trời đất ơi à. Ôi ngày đầu tiên đặt lợp, ô đặt gặp chuột cái sông mà nó dính cái này đây nè. Khù quá kìa. Trời ơi banh cái lồng luôn, nhưng mà còn được, còn dính là ngon à. Trời ơi, tính ra mình đặt cái sông lợi hại ha cô chú anh chị. Gặp chuột cắm nhưng mà đặt cái sông tính ra lợi hại á. Quá trời ngon rồi. Cái này quá trời ngon rồi. Thua cái này thì mình trúng cái kia chứ. Rồi cái này không sập rồi. Đây cái đường kinh nè, vô thả cái dò đường kinh này nè. Chú anh chị thấy bể ức không? Đây có không ta? Thấy có dấu quằn quằn nè, lũi vô thử coi. Trời ơi. Trời ơi kỳ vậy ta. Chết tôi. Nó bự cái lồng của mình á. Nè. Nè lông nè. Chà. Công nhận đặt cái sông nhảy thiệt. Nó lại nó bư lòng không dính luôn.
Trời ơi, ngay chăng cái lời của Vũ luôn nè. Mà hôm qua dở rồi. Trời ơi, cái lòng nó ngon. Vậy mà nó không qua ha. Cái này là Vũ về Vũ neo lại khoảng vài ngày sau qua đi chiến à. Chứ đặt rồi đặt lại liền nó không dính đâu. Đây còn cái, ăn cái nữa. Ủa? Trời ơi, duyên không dính ha. Nó biết rồi đó. Nó biết dính mấy cái lồng đẳng á, nó thấy rồi đó, nó khôn rồi đó. Rồi nè, nguyên một cái về đây đặt ngon ghê không? Nó ra nó cắn cỏ này nhóc hết trơn. Này Vũ thả câu cái dồ gì đó, rồi về nhà mần hai chuột này ăn cơm cái. Qua đây chiến tiếp, Vũ sẽ ghi hình tiếp cho cô chú anh chị xem luôn. Ủa phải đây không ta? Chắc ở đây quá, lũi lại à. Rồi rồi, sập rồi. Chuột đó. Trời ơi. Nè, nó ăn nè, gấu nó ăn nè. Trời ơi, trời. Tức ơi là tức thiệt chứ. Thiệt cái tức, trời ơi tức. Nó ăn quanh ngóc ngoài luôn cơ. Trời ơi, nó tha ngóc ở đâu lại đó, ngay chăng cái lòng nó ngồi nó ăn đó. Ác thiệt chứ mấy con chuột này. Trời ơi. Rồi cái xuồng nó xì nước. Thì giờ Vũ cũng về tới nhà của chú anh chị ơi. Giờ không biết sao lấy lên nè. Nó tung một cái là ra luôn đó. Còn luôn nha. Cho nó trong đó đỡ đi nha. Làm hơi luôn. Nó ra bây giờ nè. Lên trên bờ đi rồi tính. Đây con này thì gặp nhà làm thì khỏi chê. Hết biết. Gặp chà bá mặn chuột. Nằm muốn bít luôn. Rồi lên. Rồi Vũ về tới nhà cô chú anh chị. Đây mấy cái lời gách hôm qua thăm mà về chưa cái giá để đây nè. Ui, chu. Con chuột chà bá luôn. Lu. Rồi cái này làm gì ăn đây? Bít cái lồng luôn, banh cái lồng luôn. Vậy lên đây là mày cho mày tung ra. Tung ra là chết với con chó liền. Luôn. Nó cắn mày sức môi mày bây giờ. Đấy thì thành quả của Vũ hai ngày. Luôn. Ôm trời đất nha. Hai ngày, hôm qua thì thăm lờ. Mày đi ra coi. Hôm nay thì đi mấy cái gặp chuột thì được hai con nha. Trời chắc mần lên chiên ăn ra ha. Heo con. Thôi bây giờ Vũ quyết định trắng nước đó đem lên chiên. Tung đi. Con này thì không dám giục tại nó bị gì. Trời ơi con này nó khổng lồ luôn. Nó bị lủng lỗ ở đây nè. Hai con chuột này là đều hai con chuột cái hết trơn. Nè. Quá trời luôn. Hai con cổ vũ. Rồi giờ vô chế biến. Kêu gì ra đây nè. Nó như con mèo con cho cô chú anh chị. Đây Vũ ốp mà hồi chiên ăn. Hai con này chắc hơn 1 kg á, mần ra rồi á. Nè nó như con mèo con vậy mà, giống như con trộn luôn á chứ. Hai con này thành tinh hết rồi. Nó bự chà bá. Phải lan kính chưa? Đang cúng hoàng trại đi. Cho hoàng trại hoa lan được chứ. Chú anh chị nhìn thấy ngon chưa? Lý tưởng.
Thôi thì video Vũ quay cũng 2 ngày rồi. Thì chắc video Vũ sẽ kết thúc ở đây nha. Còn chuột này khi nào ăn cơm thì mình chiên thôi. Hồi chiên cái mình đi qua bên kia thăm thôi mà Vũ không tiết lộ trước đâu. Để từ từ đi, trong khi đó Vũ đi làm chuyện khác nữa. Thì làm tới đâu rồi Vũ sẽ ghi hình tới đó cho cô chú anh chị xem nha. Nhìn đã ghê trời. Đã không? Đây nè. Ôi giời, cái này đem phơi một nắng một cái thì con, nè con ăn chuột không?